Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Hơn 21.600 lao động Việt Nam tham gia kỳ thi tiếng Hàn. Triệt phá đường dây huy động vốn chiếm đoạt hơn 140 tỷ đồng. Dạy thêm, học thêm là nhu cầu thực tế của học sinh. Quý vị, sau 3 năm tạm dừng, trong ngày 8 và 9 tháng 10 năm 2016 đã diễn ra kỳ thi tiếng Hàn lần thứ 11 dành cho lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài EPS trong ngành sản xuất chế tạo. Với chỉ tiêu 2.100 lao động, trong khi có tới hơn 21.600 người tham gia thi tuyển, các lao động được tuyển chọn theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp trong số những người đạt từ 80 trên 200 điểm trở lên. Chúng ta hứa với phía bạn là ta tổ chức kỳ thi rất nghiêm túc, điểm gì để các bạn yên tâm. Đến thời điểm này, công tác tổ chức, ra đề thi, chấm thi đều do phía Hàn Quốc thực hiện. Do đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cảnh báo các lao động nhằm tránh tình trạng tái diễn cò mồi diễn ra trước mỗi kỳ thi. Dự kiến tháng 11 năm 2016 sẽ tiếp tục kỳ thi tiếng Hàn trong ngành ngư nghiệp. Ngày 8 tháng 10, đoàn công tác của Sở Y tế Lâm Đồng cùng đơn vị thi công đã tiến hành khảo sát việc xử lý nước mưa, bùn đất tràn vào nhà dân tại công trình xây dựng Bệnh viện Nhi, tỉnh Lâm Đồng tại phường 7, thành phố Đà Lạt. Hiện đơn vị thi công đang bắt đầu đào một đường thoát nước mới để tránh nước chảy tràn xuống đường đi và phía hạ lưu. Theo lãnh đạo công ty Tuổi Trẻ, đơn vị thi công, trong bản thiết kế của Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng được phê duyệt trước đây, không có cống thoát nước và đường đấu nối vào mương thoát nước của thành phố, nên khi mưa lớn gây ra tình trạng nước mưa tràn lên đường kèm theo đất bùn. Tuy nhiên, để đảm bảo vệ sinh, đơn vị đã khắc phục bằng cách làm đường thoát nước mới. Được biết, Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng là bệnh viện nhi đầu tiên tại khu vực Nam Trung Bộ Tây Nguyên, không chỉ khám chữa bệnh cho trẻ em trong khu vực mà còn là nơi đào tạo nguồn nhân lực về nhi khoa cho cán bộ y tế tuyến cơ sở. Dự kiến bệnh viện hoàn thành và đưa vào sử dụng quý 1 năm 2017. Khoảng một tháng trở lại đây, trên tuyến đường Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Hoàng Kiếm, Hà Nội, hàng trăm cây xanh được trồng ngay dưới chân lưới điện cao áp, khiến người dân không khỏi lo ngại về nguy cơ mất an toàn lưới điện. Hàng trăm cây xanh mới được trồng và đang phát triển này là những cây bàng lá nhỏ. Mỗi cây có đường kính gốc từ 10cm đến 15cm và có chiều cao trung bình từ 5m tới 7m, được trồng bởi Công ty Công viên Cây Xanh Hà Nội. Điều đáng nói là những cây xanh này được trồng ngay dưới lưới điện 110kV, khiến nhiều người dân lo ngại khi cây này phát triển sẽ chạm vào đường dây điện gây cháy nổ. Mỗi một đô thị, mỗi đường phố phải có cây xanh. Nhưng trồng cây như thế nào để nó phải phù hợp? Tôi có cảm giác Hà Nội bây giờ là chúng ta nhiều đô thị là ta thích trồng thì trồng. Cột điện 110 kV có độ cao từ 16m tới 18m. Đoạn dây điện phổng nhất có độ cao tính từ mặt đất tới bụng dây là 10m. Một cây bàng lá nhỏ dù mới được trồng nhưng đã có chiều cao rất sát với khoảng cách an toàn lưới điện. Thân cây bàng có thể phát triển cao từ 10m đến 20m. Việc mất an toàn lưới điện là điều đương nhiên. Ngày 8 tháng 10, tại tỉnh Kiên Giang, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập giáo hội và hội thảo khoa học Phật giáo Nam Tông Khmer tính kế thừa, thành tựu và phát triển. Kế thừa truyền thống 2.000 năm lịch sử Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc suốt 35 năm qua, mọi Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đều định hướng theo phương châm đạo Pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Thông điệp tại đại lễ kêu gọi các cấp giáo hội, hệ phái, hòa thượng, đại đức, tăng ni, Phật tử tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm để trang nghiêm giáo hội, tuy nhiên bất biến, giữ gìn giá trị nhân văn, bản sắc và sự trong sáng của đạo Phật trong thời đại ngày nay, không ngừng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tạo môi trường hòa bình ổn định để xây dựng và phát triển đất nước, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ngay sau đại lễ kỷ niệm là hội thảo khoa học Phật giáo Nam Tông Khmer tính kế thừa, thành tựu và phát triển trong lòng giáo hội, đã ghi nhận và đánh giá các thành tựu đạt được của Phật giáo Nam Tông Khmer thời gian qua, đồng thời thảo luận các định hướng hoạt động trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và thời kỳ hội nhập phát triển. Vẻ đẹp của con người, đất nước Việt Nam luôn là nguồn cảm hứng vô tận của các nhiếp ảnh gia. Khai thác chủ đề này, triển lãm mang tên Khoảnh khắc cuộc sống đã chính thức ra mắt khán giả tại thành phố Hồ Chí Minh và kéo dài đến ngày 8 tháng 11 năm 2016. Triển lãm Khoảnh khắc cuộc sống do Nguyễn Văn Thương tổ chức với 60 ảnh chọn lọc, chứa đựng những khoảnh khắc đắt giá, chân phương, dung dị và giàu chất thơ trong cuộc sống. Khi đến với buổi triển lãm, các bạn trẻ còn được chia sẻ những thông tin hữu ích, các mẹo chụp ảnh như tránh sáng, bố cục, khung, tư thế nhân vật. Trong suốt 20 năm cầm máy, đây là triển lãm đầu tiên tôi triển lãm thành phố Hồ Chí Minh với mục đích muốn chia sẻ những cái khoảnh khắc đẹp trên những năm tháng tôi đi khắp mọi nơi. Nguyễn Văn Thương tham gia nhiếp ảnh nghệ thuật từ năm 1997. Đến nay, anh đã đoạt gần 100 giải thưởng ảnh nghệ thuật trong nước và quốc tế.
Chuyển sang các thông tin an ninh trật tự. Thưa quý vị, mới đây, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã phối hợp với nhiều đơn vị chức năng khám phá đường dây huy động vốn trái phép nhằm chiếm đoạt tài sản với số tiền lừa đảo lên đến hơn 140 tỷ đồng. Theo điều tra, Nguyễn Thị Minh Phương sinh năm 1978, Phạm Thanh Toàn sinh năm 1971 và Hồ Đình Phú sinh năm 1992 cùng nhau góp vốn thành lập công ty cổ phần Phương Thái An và lập website hero8.org để huy động vốn. Các cá nhân muốn tham gia phải đóng 10 triệu 160 nghìn đồng với cam kết được lợi nhuận ban đầu từ khoảng 130% một tháng. Do hám lợi, thiếu hiểu biết, nhiều người đã đóng tiền để kích hoạt 14.637 mã ID. Thực tế, các nghi can đã dùng vốn của người sau trả cho người trước và chi tiền để tiêu xài. Cụ thể, Phương đã nhận 104 tỷ đồng qua tài khoản ngân hàng, Phú nhận 11 tỷ đồng, Toàn nhận 15 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có một số tài khoản cá nhân liên quan đang được điều tra làm rõ. Tổng số tiền đường dây này lừa đảo là hơn 140 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan công an yêu cầu ai là nạn nhân vụ việc đến trình báo để phục vụ công tác điều tra. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 10 ngày bị mất cấp, thì vào sáng ngày 8 tháng 10, pho tượng Phật Quan Âm nghìn tay nghìn mắt tại chùa Mễ Sở thuộc xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã được tìm thấy. Vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng 8 tháng 10, theo nguồn tin báo của người dân, lực lượng chức năng đã phát hiện pho tượng này tại vị trí cách cổng chào của huyện Văn Giang khoảng 400 mét. Pho tượng cùng các tang vật là đôi nến thờ bằng đồng hiện đã được đưa về chùa Mễ Sở. Cơ quan công an huyện Văn Giang cũng đã mời Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là pho tượng đã không còn nguyên vẹn. Trong quá trình vận chuyển, kẻ gian đã làm hư hại một số bộ phận gắn trên thân tượng. Trước đó, vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày 29 tháng 9, kẻ gian đã đột nhập vào chùa Mễ Sở, sau đó dùng một chiếc áo che lại camera đặt tại khu vực thờ tượng. Tuy nhiên, camera này vẫn ghi lại được đoạn hình ảnh một người bịt mặt đã quay lại để xóa dấu vết. Thưa quý vị, A Lù là một xã vùng cao biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Những bản làng tại đây đang bị xáo trộn nghiêm trọng khi tệ nạn ma túy đang quay trở lại hoành hành, gây ra những hệ lụy đáng báo động về an ninh trật tự. Mặc dù đang vào thời gian cao điểm thu hoạch lúa mùa, nhưng anh Lý có vụ vẫn phải ở nhà để trông nhà. Gần đây gia đình liên tục bị mất trộm gà vịt, khiến anh cũng như các hộ dân trong thôn luôn trong tâm trạng bất an. Vài năm trở lại đây, việc trộm cắp vặt ở A Lù đang trở thành vấn nạn. Thường xảy ra diễn biến ở các thôn. Nó không phải là ở một thôn nào đâu. Một trong những nguyên nhân khiến A Lù trở thành điểm nóng về an ninh trật tự là do gần đây, một số người bỏ sang Trung Quốc làm thuê. Khi trở về, không ít trong số đó đã vướng phải các tệ nạn xã hội, dẫn đến trộm cắp tài sản để bán lấy tiền hút chích. Nhiều năm về trước, A Lù từng là vùng đất của cây thuốc phiện. Giờ đây, những bản làng này lại đang bị xáo trộn khi tệ nạn ma túy đang quay trở lại hoành hành. Xã A Lù đang rất cần đến sự hỗ trợ để giải quyết triệt để vấn nạn này. Ngày 8 tháng 10, tại cửa biển Mỹ Á, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, một chiếc tàu cá của ngư dân đã bị hư hại hoàn toàn sau khi bị sóng lớn đánh dạt vào bãi đá ngầm, ước thiệt hại hàng tỷ đồng. Sau khi đánh bắt trở về, chiếc tàu cá QNR 98783TS do Nguyễn Văn Tư, tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng và cũng là chủ tàu cùng 9 ngư dân bị sóng lớn đánh dạt vào bãi đá ngầm phía bắc cửa biển Mỹ Á và bị mắc kẹt. Rất may các ngư dân trên tàu vẫn an toàn. Dù đã được các tàu cá khác hỗ trợ lai dắt vào bờ, tuy nhiên do sóng lớn nên bà con ngư dân chỉ có thể dùng thúng vận chuyển một số ngư cụ trên tàu vào bờ, còn thân tàu và máy móc đành chấp nhận hư hỏng hoàn toàn. 5 giờ sáng ngày 9 tháng 10, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cửa hàng kinh doanh đồ tang lễ Phước Thuận tại đường Hùng Vương, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng lên dữ dội tại tầng trệt của căn nhà. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy như gỗ, nhựa, giấy, nên chỉ trong thời gian ngắn đám cháy đã bao phủ toàn bộ căn nhà 2 tầng. Công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chữa cháy đã phát hiện 2 bình ga 12kg đang bị xì, có nguy cơ phát nổ, nên đã nhanh chóng tiếp cận khóa van bình và đem 2 bình ga ra ngoài an toàn. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ vật dụng của căn nhà. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, dạy thêm học thêm không phải là vấn đề mới nhưng luôn là mối quan tâm hàng đầu của xã hội. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin đề cập và cung cấp cái nhìn toàn cảnh về vấn đề này cùng những phân tích của các chuyên gia, nhà giáo, ý kiến của học sinh, phụ huynh, nhà quản lý giáo dục. Áp lực thi cử, chương trình học quá tải, khả năng tiếp thu của học sinh có phần hạn chế. Việc học trong thời gian 45 phút trên lớp, học sinh chỉ tiếp thu được những kiến thức cơ bản nhất. Trong khi đó, cánh cửa các trường đại học, nhất là các trường top trên vẫn còn rất hẹp, thì nhu cầu nâng cao kiến thức để đáp ứng yêu cầu của kỳ thi là rất lớn. Thậm chí hầu hết học sinh lớp 12 ngoài chương trình chính khóa đều phải tìm đến các trung tâm luyện thi để nâng cao kiến thức cho mình. Nghĩ là với chương trình cơ bản dạy ở trường thì học sinh không thể nào mà được điểm khá giỏi.
mà phải đi học thêm ở rất nhiều trung tâm. Ngay cả với nhiều học sinh, dù mới chỉ cấp 1, 2, nhưng học thêm đã trở thành nhu cầu tất yếu dù cảm thấy quá tải. Nhưng vì tương lai lâu dài nên các em phải dành nhiều thời gian cho học tập. Học thì đôi khi lúc mệt mỏi, nhưng mà khi mà nghĩ lại những cái mà mình thành tích mình đạt được thì rất là cảm thấy sung sướng ạ. Con tôi là học lớp 8, năm sau là lên lớp 9 để thi vào lớp 10. Thì cái nếu mà lượng kiến thức để tiếp thu ở trường không thôi, không học thêm thì không thể thi vào được lớp 10. Chính vì nhu cầu học thêm là chính đáng của không ít học sinh, liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cũng khẳng định dạy thêm học thêm là chính đáng nên không thể cấm. Cấm là cấm cái này, cấm là dạy một cách tràn lan. Muốn giảm được dạy thêm học thêm ý, phải có lộ trình. Trong đó phải tính đến là chỉnh sửa lại chương trình sách giáo khoa, chỉnh sửa lại thi cử. Xuất phát từ thực tế đó nên nhiều ý kiến nhận định dạy thêm học thêm là nhu cầu thực tế của học sinh, nên chỉ quản chứ không cấm, quản để hoạt động này đi vào nền nếp, đảm bảo công bằng và đúng quy định. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai. Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện quá tải do gia tăng trẻ mắc bệnh về hô hấp. Đắk Lắk, giải cứu thiếu niên bị đối tượng ngáo đá khống chế trong quán internet nhiều giờ liền. Lý giải việc iPhone bỗng dưng biến thành cục gạch.